Làm cái gì đấy? Anh ơi, em bảo sướng nhìn kìa. Nhìn cặp đôi chim non hú hí kìa. Gì? Thằng con nó cầm bao cao su anh ạ. Đâu? Thật mà. Lại cầm bao cao su ở tay rồi. Mày bỏ tay ra ta xem là cái gì. Đấy ạ, ở tay lối anh. Đây. Em vừa thấy nó cầm bao cao su ở tay xong. Ai ạ? Đây. Bao cao su. Cương mình ăn là bao cao su. Cương làm gì đấy? Thôi em ơi. Nấu cơm anh. Mày nấu cơm á? Bỏ. Thôi. Dừng lại. Hôm qua mày giặt một cái áo cho ông Quân mà tao thấy trời hôm nay lo rất là nắng rồi, mày hiểu không? Dừng lại khoảng 3 giây thì sẽ cho thầy đi ngày hôm nay thương nấu cơm anh em ạ. Tôi thấy một điều kỳ lạ, hôm qua thời tiết miền Bắc là lạnh. Tự nhiên ngày hôm nay bảo sao Phương giặt quần áo cho Quân à? Sao hôm nay là sao à? Thôi. Thì anh, nó lại là một cái điều kỳ cực kỳ. Anh lại nó đi. Tao xin nó lại mày đấy, mày đừng mày. Đấy, ê em bảo nhưng mà em sợ hôm nay Phương nấu không lút được đâu. À, sợ tiêu chảy ấy. Quân ơi, mày cản nó đi. Sao cản cái chuyện với ba sao đây à? Nó phải bộc phét. Phương nấu ăn hơi ngon đấy. Thì ra là ngày xưa thì cũng đi học nấu ăn một thời gian. Nấu ăn kể của mình rồi. Đầu bếp Cao Bằng à? Đầu bếp Cao Bằng năm năm. Học đi ăn nhưng mà học không học nấu. Chỉ học ăn thôi nhưng không học nấu, thì em cổ chứ đấy. Đấy, nhưng ngày hôm nay giả vờ giả vịt chắc là vừa thấy mình cầm máy quay lên xong là giả vờ quân chả thế thì hiện là cái sự nó chỉ biết nhặt rau thôi, làm gì biết làm cái gì. Nhặt rau thôi, không sợ biết nhặt. Đúng rồi, em biết luộc xong rồi gì là gì còn đỏ à? Luộc rau xong màu đen là màu chín, còn màu xanh là không chín. Màu xanh thì vẫn là chín, ba là phải đen xì ấy, cả cho ấy. Tôi lấy thật chứ, Quân với cả anh Nam không cả được đi tí đến bữa là tôi đi ăn cơm ngoài luôn đấy. Em cắm cơm đây. Tao không ăn. Tôi sợ anh em. Đi ăn cơm không? Tôi sợ anh em là tôi vừa mua thuốc đi yểm rồi. Thì là xác định là tôi tưởng nếu mà hôm nay Phương ăn thì tôi phải uống thuốc đi yểm trước. Khi là ăn không sợ tí nữa anh em tranh nhau buồn cầu ở hơi. Sao lại uống thuốc đi yểm trước? Chống đau bụng. Chống đau bụng ấy thì vừa ăn vừa ngồi yểm luôn. Nhưng mà anh nói thế sỉ nhục nó quá anh Nam ạ. Thật sự là hôm qua ấy, là cái Phương là có giặt cho Quân một cái áo hay là thay cái quần gì đấy nên là hôm nay trời nắng rất là to, xong hôm nay nhặt rau nữa thì không biết là như thế nào. Quân bảo giặt quần áo với Phương đi. Quân bảo là cái mẹ nó áo cái kệ nó cho nó ấy tự giặt cho lười ra. Mấy hôm sau giặt như con. Nói chung là Quân nó chỉ mõm thôi. Những người làm mà nói xong à, y rằng mấy hôm sau lại làm y như thế. Nói chung là Quân nói chung là Quân nó chỉ mõm. Để cho nó giặt, không phải giặt cho nó lười quen ra. Nhưng cuối cùng vẫn là Quân giặt. Thế mà sao ấy, còn tự thu dọn đồ quần áo cho Phương. Dạ thế Phương không cần bảo. Nên là Phương nó chỉ biết ỉa ra mà thôi. Hiểu không? Thế tóm lại là hôm nay cho anh em ăn món gì đấy? Dâm búng luộc à? Dâm xanh ra búng luộc. Từ lấy nhét mấy cái miếng rau chưa xong. Thơm đậu rán bóng đêm. Đậu rồi thì nữa. Thì chim sờ cốt. Tao nghĩ mày làm thêm món bao cao su chiên giòn nữa. Bao cao su chiên giòn. Món bao cao su chiên giòn nào mà quay mình ra chôn Phương thì sao? Nhưng mà tôi nghĩ là Phương chỉ làm máu thôi. Từ lấy nấu ăn thật, Phương biết nấu ăn thật nhưng mà chẳng qua là có nấu không? Nhưng mà có thấy nó nấu bao giờ đâu. Phương biết nấu ăn thật nhưng mà là chẳng qua ở đây là do nhiều người đầu bếp quá. Nấu bài ăn nó đi thôi. À nhiều đầu bếp thì Quân ở đây chưa được thể hiện tài năng à? Quân là đầu bếp Hà Nội 5 năm. Quân là đầu bếp 5 năm ở Hà Nội. Thế anh là đầu bếp gì? Anh là nấu trâu mặt ngựa. Anh đang nấu trâu mặt bò à? Quân nó đã nấu ở trong nhà này rồi, nó nấu ngon rồi thì bây giờ Phương chỉ cần đến giờ làm thôi, cần gì phải làm cái gì. Chính ra biết rồi bác. Lấy một người chồng như thế nhá. Tôi mà là người đàn thì bà tôi yêu Quân luôn. Đấy như kiểu câu đấy là ngày trước là chả ai đâu là anh dí cu à. Chẳng ai thân cả. Thân ai thế cũng lo, chúng ta cái gì. Đâu đến tiền hay đâu đến tình cảm hay là di cu vào. Cứ bảo thân cái gì, thân cái củ kẹt. Thân cái con cạch. Chà, còn lo mà say lắm. Anh Nam nói thế. Cái gì đây? Đậu rán bóng đêm. Cho tao một miếng được không? Được.
đây lạo cà rốt để lấu cái gì đây? Đây, Quân lấu mướp đắng ấy, mướp đắng cho Phương ăn giảm cân. Mọi người nhìn xem Phương dạo này có lên ký nào. Giảm được 49 hay 53. Cũng hơi búng mĩnh một tí. Thôi rồi, đôi này lấu ăn đi nhá. Tí nữa mà không ngon á là tao xử đẹp luôn đấy.